Chồng ơi, chồng có đó không? Ơi, anh đây. À, giờ buồn ngủ quá, giờ vô, giờ ngủ, nghỉ ngơi xíu nha. Ờ, à, giờ đi vô phòng ngủ đi. Đi cẩn thận nha. Dạ. Có cái con mù này ở trong nhà, mệt mỏi quá đi à. Nè, dù gì đi nữa thì cổ như là vợ của anh. Em đừng có thấy anh cưng em rồi em muốn nói gì nói nghe chưa. Nói gì là không được đó. Thôi em biết rồi, em xin lỗi. Em không dám đụng tới vợ của anh nữa. Em thương chồng nhiều lắm, chồng biết không? Ừ. Chồng thương em. Tại sao người nằm trong đó không phải là mình mà lại là cô ta chứ? Cô ra đi, núp làm cái gì? Chị biết tất cả rồi, sao không vạch mặt tôi? Tôi mù, không giúp được gì cho ổng hết. Trong khi cô cũng thương chồng tôi, thì tại sao mình lại không sống hòa thuận với nhau? Ý của chị là... Đúng rồi. Cô cứ đến với chồng tôi đi, tôi sẽ xem như không biết gì. Cô thấy sao? Không ngờ chị lại bao dung như vậy. Tốt thôi, cảm ơn chị nha. Ừ. Tôi mong tôi với cô sẽ sống hòa thuận, chung chồng, chung một mái nhà. Còn lâu tao mới chịu kiếp chung chồng với mày. Chồng về rồi hả? Anh Thịnh làm gì có ở nhà. Món quà cho cô đây. Mấy người là ai? Mày định làm gì tao? Đi ra. Làm gì hả? Làm gì thì từ từ chị sẽ biết thôi. Tụi mày làm bậy, tao la lên đó. La hả? Cô thử la lên coi. Cửa thì cách âm. Mà giờ này mọi người cũng đi làm hết rồi. Coi thử có anh giúp cô không nè. Tụi mày tránh xa tao ra. Nhanh lên. Thả ra. Thả ra. Cứu tôi với coi. Thả mày lẹ đi tụi mày. Thèo đó. Thả ra. Chó mày. Bỏ mày. Anh Thịnh. Yeah. Là hắn ta ép em làm á. Dạ. Dạ có sao không vợ? Anh. Lê Tiện. Dám ông hại vợ tao hả? Sao anh đánh em? Nói hả? Tao nói với mày rồi. Mày chỉ là người thế thân thôi. Không bao giờ mày so sánh được với vợ tao đâu. Không, không phải như thế đâu. Anh thương em mà. Em biết là anh thương em mà. Đi ra. Em có gì không bằng chị ta chứ. Em thương anh thật lòng mà. Mày không có cửa nữa để so với vợ tao. Không phải như thế đâu. Không phải như thế đâu. Anh yêu em mẹ đúng không anh? Anh yêu em mẹ đúng không anh? Tao nói cho mày biết, biến khỏi nơi đây liền. Không, em không chịu đâu. Anh đừng có trước bỏ khi tao báo công an. Anh đừng có bỏ rơi em mẹ. Lại anh Thịnh. Mày có nghe không? Mày chỉ là công cụ để cho tao giải tỏa thôi, chứ không có yêu thương gì ở đây hết. Vậy mà mày không biết yên phận, mày dám kêu người tới đây cưỡng bức vợ tao hả? Tao mà báo công an là mày đi tù nữa. Biết.
Giờ ơi, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi khi đã làm hại em. Em nghe hết rồi đúng không? Xin lỗi em nhiều lắm. Em cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này. Em muốn một mình. Mong anh tôn trọng quyết định của em.